giới thiệu với các bạn. Còn ba khúc Mai Xuân Nga, thương hiệu của Phanagon, chất liệu carbon các bạn, liệu carbon ba khúc. Để mình tháo cái ngọn này để xem. Đây là góc góc cái mút mịn lắm, mềm. Bát bát được sơn tĩnh điện. Cái hai khúc này là khung gốc. Này là khung giữa các bạn. Này cần cây này 24. Trọng lượng lua là trọng lượng mồi là 20 đến 120 gram. Này là Phanagon. Tên hồi còn về rồi ý sai. Đây là cái khuyên khuyên ba chân màu đen hết, không bao giờ rỉ, chống xét luôn. Năm khuyên cây đầu này, cây giữa hai khuyên là tất cả là 7 khuyên, tính luôn cái đầu bù nha, tính luôn cái đầu bù. Đọt là 3 ly, đọt 3 ly, đọt bù trong sáng, đọt 3 ly, đọt bù trong sáng, đọt trong sáng. Con này nó tải cá chịu lực được khoảng 12 kg trở lại nha các bạn. Tải cá 12 kg trở lại. Đây cái đầu mối mình gắn vào cho các bạn xem.
còn nó màu 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 xanh đen như vậy, còn nó màu màu xanh đen chất liệu carbon. Còn thì nó có tất cả là 4 size, 2m4, 2m7, 3m và 3m3. Các bạn mua hàng để lại số điện thoại hoặc vào cái website adocau.com, website adocau.com đặt hàng trực tiếp bên đó, chúng tôi sẽ liên hệ lại với các bạn.